đâu, mình là Bi, mình sắp tròn 2 tuổi, cân nặng 12kg, còn chiều cao thì... thôi nè, bỏ qua nha, mình bắt đầu lan man rồi. Xúc tích hơn nào, mình là một boss khá đẹp trai và rất thích ăn chay đấy. Nghe nói nhà của nhiều anh chị cũng có boss giống như mình, nên... xem nào, mình đang lên kế hoạch rủ mẹ Maya đến thăm. À không, đến làm quen với các bạn boss đây. Hãy theo mình đi đến những nơi nghe nói nhà có boss các bạn nha. Hành trình này mình không thể làm một mình đâu, nên hãy sẵn sàng gặp nhiều bạn bè cùng mình. Đi thôi nào. Giờ mẹ Bi thì cũng ở nhà cũng tắm cho Bi cũng kỹ rồi, nhưng mà không có thời gian với cũng không có đủ dụng cụ mà là tỉa lông cho bé á. À, cho nên là chắc là bữa nay cho Bi tỉa lông nè. Ok, Bi á thì chỉ cần tỉa cái phần đuôi nè, với lại là vệ sinh móng, móng hơi dài rồi. Đi nha con. Tay có cần làm gì không cô ơi? Có, vệ sinh tay, tay dơ nè. Rồi vệ sinh tay là móng. Rồi. Vậy làm đít cho con nè. Em này là mình sẽ làm một combo tắm vệ sinh nhé. Tắm thì bao gồm vệ sinh tay, cắt móng, cạo bàn, cạo lông bụng và tắm sấy cho em nó. Hôm nay Bi sẽ được chăm sóc từ A đến Z, từ lông, tai, đuôi và cả răng nữa nha. 500 anh em bé ngoan ơi, hãy cùng theo dõi nhé. Chú ơi, nhẹ tay với con nghe chú. Thì những cái lông ở phần đấy sẽ tiếp xúc trực tiếp với đất, nên nào sẽ rất là bẩn. Xong khi làm xong đấy mình sẽ bắt đầu đến vệ sinh tai xong rồi cho bạn đi tắm. Cái móng này nè em, bình thường cái đồ bấm móng thì nếu mà ở nhà mình tự mua và xong mình tự bấm cho bé được không? Nếu mà mua bấm móng về ở nhà thì thường thì trong móng của các bạn thì sẽ có một cái lớp tủy. Và khi mà nhiều người ta không để ý, người ta không biết nên người ta sẽ cắt phạm phải thì sẽ bị chảy máu của bạn ấy ra. Và khi mà cắt phạm phải những cái móng đấy nó sẽ chảy máu, các bạn sẽ bị đau, dẫn đến bị ám ảnh. Khi mà cắt móng lần sau sẽ bị ám ảnh nữa. Hồi xưa chị cũng có định tự mua, xong cái chị nghĩ là thôi, mình cũng không có biết, mình cũng hơi làm biếng. Thành ra là... Với cả là nếu mà cắt móng ở nhà ấy mà mình không có mài miếc các thứ gì, giống như kiểu mình cắt móng thôi. Nó rất là sắc. Nhưng mà mình vệ sinh tay cho bé anh, thì thường ở nhà bé nó không có chịu vệ sinh tay, thì lên trên này mình có cái cách nào làm cho bé nó chịu hợp tác với mình không? Cái này đấy là kiểu nghiệp vụ của bọn em rồi à. Đây là nhiều bạn sẽ không hợp tác. Nhưng mà mình vừa mềm mỏng với các bạn ý, vừa nói chuyện với các bạn ý, các bạn sẽ cảm thấy yên tâm hơn à. Như các cái sản phẩm mà vệ sinh cho bé thì thường á, mình có thể mua ở bên ngoài hay là cái này là mình nhập của shop mình tự sản xuất ra rồi mình xài luôn? Những cái đấy là đều là của những các hãng người ta sản xuất à, người ta nghiên cứu, người ta sản xuất ra. Như cái này thì muốn mua về tự về ở nhà vệ sinh cho bé cũng được đúng không ạ? Mấy cái bụi này nó cũng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe mình hay ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà nếu mà giả sử ở nhà chị mà muốn mua cả đồ bấm xong thì chị cũng phải mua đồ mài đúng không? Thì mới ấy đúng không? Nhưng mà các cái sản phẩm mà vệ sinh cho bé bên mình sử dụng á, thì cái độ pH nó có làm cho bé khó chịu không? Có được như sơ lông của bé hay là như thế? Tất cả những sản phẩm bên em đều dùng đều là sản phẩm từ chiết xuất từ tự nhiên hết à. Nên là sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến các bạn cả. Bên mình cũng có bán luôn các cái sản phẩm mà mình sử dụng cho bé đúng không ạ? Lát nữa em chị xuống mua về như con bé. Bây giờ là cái phần vệ sinh tay. Vâng, vệ sinh tay cho bạn. Như vệ sinh tay thì mình sẽ dùng sản phẩm nào vậy? Bên em sẽ dùng một loại gel. Cái này sẽ chiết xuất từ trà xanh à, nó sẽ chứa những cái chất nó sẽ làm kháng khuẩn cho các bạn ấy. Những các bạn mà bị viêm tay nhẹ ấy, thì sẽ không bị ảnh hưởng gì nhiều đến những cái. Cái sản phẩm này là dạng lỏng hay là dạng đặc?
nó là dạng gel nên là nó sẽ hơi kiểu đặc đặc, nó cũng không ấy một tí. Khi mà mình nhỏ vào trong tai của các bạn ấy, tại vì cái tai của các bạn sẽ xoắn ốc nên là sẽ không bị trôi xuống dưới trong lỗ tai của bạn. Nên là mình sẽ nhỏ vào, mình sẽ massage cho các bạn ấy ở tai, và những cái chất bẩn ở bên trong sẽ đùn theo cái gel đi ra ngoài. Và mình sẽ dùng bông và mình vệ sinh để sạch lại thôi. Cái quy trình massage tai cho bé là mình làm như thế nào? Ở dưới cái tai của các bạn sẽ có những cái sụn. Và khi mình sẽ massage ở dưới như này, mình sẽ vừa mát ra, mình vừa đẩy cái lên một tí. Thì các bạn sẽ cảm thấy rất dễ chịu à? Nhưng mà bạn cũng nhắm mắt lên rồi à? Tại vì ở nhà mình, nếu mà mình dùng mà mình vệ sinh ấy, mà mình không massage các bạn, mà mình trực tiếp vào tai của bạn, các bạn thì sẽ giật mình à? Có nghĩa là trước khi mà cho cái gel này vô tay thì mình vừa massage, mình vừa massage mình vừa cho cái gel này vô đúng không ạ? Thì bữa ra cho massage lại nha. Cái phần dưới, cái phần đế, cái phần đáy chân dưới này là thì em bảo mình cũng phải là phải mài đúng không? À, cái mình sẽ cạo. Dưới cái lớp đệm chân sẽ có những cái lớp lông bảo vệ cái đệm đấy, nhưng mà cái lớp lông đấy nó sẽ tiếp xúc trực tiếp với đất à? Nên nó sẽ rất nhiều vi khuẩn với là các thứ dơ ở trên đấy. Mà lúc mà nếu mà cạo ra thì cũng không sao hả? Cạo ra không ảnh hưởng gì, với cả giúp cho các bạn thì cái chân của các bạn sẽ thoáng hơn. Có vẻ phê hả? Thích hả? Thấy nó dễ chịu quá trời. Nãy giờ nằm im mà. Hồi nãy cà móng thì khó chịu lắm luôn á. Cà móng kiểu Thường các bạn sẽ rất khó chịu khi làm móng. Tại vì có thể là các bạn đã bị ám ảnh từ trước khi mà làm móng bị phạm vào. Ai dạ? Bây giờ mình vệ sinh tay xong rồi mình sẽ làm thêm gì nữa ạ? Bây giờ mình sẽ vệ sinh lại chân cho bạn ấy. Đây, ngửa cái bàn đây. Đây là những cái lớp lông chân ở dưới cái đệm này. Đi. À ha. I see. Khi mà cái lớp lông này nó bao phủ cả cái đệm, nó dài quá ấy, nó sẽ bao phủ quanh cái đệm này. Và khi các bạn đi ở trong những cái nền nhà đá hoa ấy, nó sẽ rất là trơn. Và bạn có thể bị trượt chân. Giờ mình mới biết cái để ý á. Hey baby, hey baby, hey baby. Thích bé, baby thích hộ con đó. Con thế nào? Để mai em đem con bu của em qua đây cho nó spa tiếp. Bao nhiêu tiền của em là em đổ dồn cho con bu nhà em hết đó chị ơi. Đời nuôi mấy đứa tốn tiền hơn đây. Em làm ra nhiêu tiền là em không chăm sóc cho em chăm sóc cho nó. Em à, nó đúng kiểu là boss của em luôn á chị, em là con sen cho nó luôn á. Thiệt sự. Phải boss của tôi không? Thanh niên, nói nghe coi. Phải không? Ngày thì dẫn đi chơi hai bận. Cái máy này cái độ rung chắc là nó nhẹ làm cho bé thoải mái, sao nãy em thấy nó đứng im rất là relax. Cái này thì rung các bạn cũng cảm nhận được à, như kiểu là massage cho các bạn ấy thôi à. Có cạo như thế này nè. Thường chỗ này các bạn rất là dài, các bạn sẽ cảm thấy khó chịu khi các bạn đi vệ sinh sẽ bị dính vào. I see. Ôi, giờ trước có mấy lần chị cũng đưa đi spa mà chị không bao giờ để ý là lúc mà làm xong á, kiểu như đưa con vô một cục xong đưa con ra, mình không bao giờ để ý xem là có cái gì khác biệt không ta. Cái này mình nên để ý cho các bạn, tại vì có nhiều cái mình cần phải quan tâm đến các bạn một tí hơn. Các bạn sẽ cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu à. Ôi trời ơi, nặng béo quá. Béo không? Chú thấy con béo không? Con mới có 12kg à. Vậy thì cái sản phẩm nguồn gốc tự nhiên là cụ thể là nguồn gốc gì em? Những cái sản phẩm đấy chị xem ở trên cái nhãn của người ta, sẽ có những cái thành phần như kiểu từ cây xanh hoặc là những thành phần từ hoa quả gì đấy chẳng hạn. Đấy là những sản phẩm từ tự nhiên à. Cái con bu nhà em á, cái lông của nó không bị không đều màu á anh, với cả nó bị hơi bị sơ. Nên là mình ở nhà mình chăm sóc nó cái sản phẩm gì cho nó đỡ hơn, nó cải thiện hơn. Nếu mà dòng đấy thì mình về mình vừa kết hợp cả dầu gội lẫn dầu xả cho bạn ấy nữa. Và mình sẽ phải kết hợp cả chải, vừa tắm xong sấy và chải cho bạn ấy. Tại vì khi mình chải thường xuyên ấy thì bạn ấy sẽ tránh tình trạng bị rối. Với cả những cái lông của bạn nó đã từ những cái sợi xoăn ấy nó sẽ thẳng ra cho các bạn ấy, và cái lông của bạn sẽ bông đẹp hơn.
Ở bên dưới thì mình có bán mấy cái sản phẩm đó đúng không ạ? Lát em xuống em xem qua. À, bên dưới mình đầy đủ hết ạ. À? Dạ, cảm ơn anh. Nhưng bi này thì mỗi ngày cần phải chải không em? Tại chị thấy ngày nào chải xong nó cũng bông lông đầy mà chị quét hơi mệt á. À, bạn này mình là dòng về hay rụng lông nên là mình phải chăm chải thường xuyên. Khi chải thì những cái sợi lông mà bạn ấy bị rụng ấy nó sẽ bắt hết vào đây à? Nó sẽ giảm tình trạng rụng lông của bạn ấy nữa. Với cả là sẽ giúp cho bạn massage. Tại vì những cái lược như này ấy, khi mà chị chải ấy thì nó sẽ cảm giác nhiều là mới làm massage. Phê chị, đúng rồi, xác rồi, để giờ về làm cho con gì nha. Thật sao? Mỗi ngày mình sẽ được chải lông à? Trước giờ làm gì có chuyện đó, tuyệt cứu mèo. Khi các bạn đã vệ sinh xong hết rồi thì mình bắt đầu đi cho bạn đi tắm à? À, bây giờ là dắt đi tắm. Đi tắm. Đi tắm đi nha. Bình thường mình sợ tắm lắm, nhưng giờ chú đang quay, làm sao ta? Vẽ mình nên thế nào ta? Bi ơi đừng sợ, nào, vẽ mặt sảng khoái của mình đâu nào. Chưa hết đâu, màn chăm sóc vẫn còn nhiều điều hấp dẫn, đừng bỏ qua phần 2 nha. Hãy đăng ký và theo dõi kênh YouTube HTVC Team để làm quen cùng nhiều bạn boss siêu đáng yêu và cập nhật nhiều thông tin chăm sóc boss thực tế, hữu ích từ chương trình Nghe Nói Nhà Có Boss nha. Bi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.